Mình chút chút để anh có chuyện chuẩn bị. Thế mà cái ngày mà anh sẽ có ngày vô phòng ICU, ICU là phòng khẩn cấp, thì người ta cũng bỏ ống để chờ cho anh. Thật sự nó chỉ làm theo một công thức nhân đạo thôi, cho có để mà mình thêm được một phút nhìn được bóng đèn trên núi, trên trần nhà, rồi nhìn nghe con mình nói mấy câu, rồi đại khái là vô bệnh viện chỉ làm vậy thôi chứ không có cứu được. Nhưng mà bác sĩ lúc nào cũng sẽ nói nhỏ nhẹ cho anh không sao đâu, người nghỉ mệt nghe, relax, đại khái dỗ dỗ với mình vậy đó. Còn tôi nói thẳng thì lúc đó anh phải chuẩn bị. Thứ nhất, anh không bao giờ anh đừng có thương tiếc cái bà này nữa. Coi bả cũng giống như là một bạn đời, cuộc hành trình của anh thôi. Tới đây là chúng ta chấm dứt, đường ai nấy đi. Tại vì họ chung giường nhưng không có chung mộng. Anh mà liên tiếc bả là anh không có được về thiên đàng đó. Vì anh đừng bao giờ anh nghĩ anh để tiền lợi rồi bả sẽ có chồng khác á, bả sẽ đưa cho ông đó xài. Anh mà nghĩ vậy là anh sẽ bị đọa xuống quả ngục á. Tại vì cái sân hận anh lên á, anh là bất lực rồi. Anh đừng có nghĩ hai cái đó là quan trọng. Thứ ba, anh đừng có nghĩ là anh còn thiếu sót con anh cái gì, rồi phải chờ nó ra trường đại học, chờ nó làm đám cưới, có chồng có vợ rồi anh mới xuôi tay. Còn anh đi kiểu này, trời ơi, tôi chưa làm xong gì hết, anh cũng bị đọa địa ngục. Tại khi mà cái linh hồn mình rời khỏi xác phàm á, mình biết mình xuống đây mình học dở, mình chưa thi hết một cái chưa có đi vô trường hết một cái năm học đó, năm học là 100 năm á, mình mới có 3/4 đoạn đường thôi là mình đã drop out rồi. Thì bây giờ tôi đang chỉ anh cách là ngắn nhất để anh được về, anh được A+, là không có được nhớ tới tài sản, không được nhớ tới vợ con, không có được luyến tiếc, để cho nó nhẹ nhàng. Là tự nhiên lúc đó tôi sẽ bay tới, tôi mới dẫn anh về được. Còn lúc đó mà tôi bay tới, tôi kéo anh đi về thiên đàng đó, mà anh mà còn tưởng tượng bà này còn đẹp gái nào đó mà đi có chồng khác rồi lấy tiền của anh đó, mà dĩ nhiên bà sẽ tái giá, bà còn trẻ mà, tôi thấy là dư sức luôn, thì là anh xong anh luôn. Tôi không phải giễu anh đâu, tôi nói thiệt á, anh nghe lời tôi một lần đi. Tôi là Chúa Giêsu của anh nè, anh đạo Công giáo không? Ừ. Chúa không có nói láo, nhưng mà anh phải làm được những cái đó. Một cái anh nữa thì mình muốn nói gì á, thì bây giờ anh cứ kêu luật sư tới làm cái will sẵn đi. Làm will sẵn là xong. Nhưng mà lúc đó là người nhà đừng có ai khóc, chị cũng đừng khóc nha. Rồi kêu mấy đứa con cũng đừng có la hét khóc, tại la hét khóc á, ổng sẽ còn cái tình cảm anh, ổng sẽ không có chịu về trời. Tại vì trong 1, 2, 3 nó giống như cái cửa xe điện mà tàu 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 gọi là tàu xe lửa ở New York vậy đó. Nó đóng cửa lại liền á, trong vòng tích tắc anh đi cũng đi thôi, ánh sáng tới không đi đi thôi à, là anh lẩn quẩn ở dưới thế gian này. Dưới thế gian gọi là gì, hồn ma cát đảng. Rồi cái anh đi về, anh không có được về, rồi là, đó là cái plan A, là tôi plan A cho anh đi về thiên đàng. Cái plan B mà anh mà còn liên tiếp, cái anh bị cái cửa xe lửa đóng lại, cái anh bị kẹt lại, anh cứ ba vòng vòng cái mỗi ngày cái anh đi vô nhà, cái anh thấy vợ anh ăn cơm, con anh ăn cơm, trong 3 tháng đầu á họ còn thương anh mà, thì cái anh thấy anh cũng buồn rầu, họ cũng buồn rầu, nhưng mà họ cảm nhận anh đứng kế bên, tại vì anh là con người nhưng mà lúc đó anh không còn thân người, thì anh cũng không vui, gia đình anh cũng không vui, tại vì người âm người dương rồi. Cũng không gần một thời gian như vậy, rồi từ từ cái chị cũng quên anh, mấy đứa nhỏ cũng quên anh, rồi bắt đầu nó quên ba nó rồi, tại vì nó biết cái thân anh bây giờ là cũng bị dòi mọt đồ xé nát rồi, phải không, ăn rồi lủng hết trơn rồi. Thì lúc đó cái chị mới làm những cái chuyện gì của chị muốn làm mà lúc anh còn đang ngồi đây chị không dám làm.
chị sẽ làm, nhưng mà mang bạn về nhà karaoke, rồi mang bạn cũ về đại khái, rồi thậm chí 3 năm sau nếu mà chỉ là tam gì tam can ngũ thường tứ đức cho chồng chết 3 năm tôi tái giá, 3 năm sau cái hồn anh cũng vẫn lẩn quẩn ở trong cái nhà của anh. Lúc đó bà phải đi kiếm bồ, chứ giờ bà sợ trễ là nhan sắc nó nhăn nhẹo rồi sao, đúng không? Bà phải tính chuyện còn sống. Lúc đó anh nổi ghen lên nữa, rồi cái anh làm cho người này tai nạn, người kia bất an, tối về anh hù anh dọ. Nhưng mà thật sự anh bất lực, tại vì ma không có quyền lực như con người. Anh bây giờ anh có toàn quyền 100%, có tiền muốn gì cũng được, ăn gì cũng được. Nhưng mà khi làm ma mất hết tự do 90%, chỉ có quyền lực là đi phá thôi. Mà về cõi kia mà phá đó còn bị tội nữa. Cõi này anh không có phá, nhưng mà về bên kia anh ghen anh tức lên. Tại vì người sống sao chết yên vậy nha. Hiện bây giờ anh đang gặp tôi, nhưng mà khi anh mất anh cũng nhớ là ngày hôm nay anh ngồi đây có dĩa cam này, ngồi với phong cảnh này, Thiên Long Sơn. Thì người sống như thế nào mất y như thế đó. Nó cũng như máy quay phim sao mất được, nó vô trong cái sim card của cái máy quay phim này, là cái A lại giải thức là cái não của mình á, cái xác mất thôi, cái trí nhớ sao mà mất, trí nhớ không thể nào mất, về trời cũng không mất nữa. Thì đó là những cái plan B anh sẽ bị như vậy. Anh muốn ghen tức, anh muốn làm hồn ma các đảng. Anh có nghe bao giờ nói con ma vừa ấm vừa no vừa vui vừa giàu ở bên cõi ma không? Không bao giờ, đúng không? Anh chỉ nghe ma cô đơn, ma lạnh lẽo, ma buồn, ma đói, đúng không? Thật sự anh sẽ đói. Tại vì lúc anh còn sống anh ăn đồ ăn dư thừa, không? Là anh có tiền anh mua, anh có quyền anh kêu 3-4 phần anh ăn mà anh đổ. Nhưng mà anh chết rồi bên kia đâu có xài tiền được, thì anh sẽ thành ma đói. Là sao? Gọi là trong kinh Phật gọi là 4 loại thức ăn đó. Thức ăn đoạn thực là mình gắp đồ ăn. Cái thức ăn thứ nhì là xúc thực, đúng không? Xúc thực lại cảm xúc của mình nó cũng làm mình no, thì lúc đó anh bị cái đó tưởng thực, tưởng tượng á, thì anh sẽ đói hoài. Mà đói triền miên, ăn bao nhiêu á nó không có tự chứa lại, người ta cúng nguyên con heo quay anh ngồi anh ăn ngon lành luôn nha, cũng hết á. Ừ, không có bao tử chứa, nó không có cholesterol, nó không có lên máu, lên mỡ gì, ăn đã luôn. Một ngày người ta cúng 10 con, ăn hết 10 con. Nhưng mà lúc đó làm sao mà ai cúng anh, đạo Công giáo đâu có cúng. Cho nên mấy con ma trong cái nghĩa địa đây trôi của nó đói. Hồi xưa anh tôi chết, mỗi lần tôi cúng cái tôi phải vẽ cái vòng để tên Ngô Hữu Lộc, thì mấy con ma kia tôi cũng cho nó ăn bên kia, thì anh mình được ăn mâm. Còn mà không có dĩa cái dòng á, mấy thằng Mỹ Đen, mấy thằng Mễ, mấy thằng Tàu ở chợ nó không ai cúng, nó vô dành ăn với mình. Cho nên sau này ông có chết á, chị cúng cho ổng á, ra nghĩa địa á, chỗ cái mã ổng á, chị dĩa ăn dòng, cái mâm của ổng. Còn bên đây á, chị khấn nói với mấy thằng ma kia, hey, cái này tao dĩa cái dòng cho chồng tao. Chứ nếu không á, ổng sẽ bị mấy thằng Mỹ mà tướng bự con đạp ổng dặn liền á. Đại tướng ông này ổng ốm rồi. Bên kia nó cũng có giành giật vậy á. Cái xã hội mà vô hình y như xã hội của mình. Tôi không biết bên Công giáo của anh giải thích thế nào, mà tôi là thiệt, tại tôi không phải người, tôi chỉ có phần nửa là người giống anh. Phần nửa của tôi là con của Thượng Đế. Tôi biết được những cái bên kia, xã hội bên kia như vậy. Những cái hồn ma đó cũng là dân công dân của tôi. Họ cũng cần tôi cứu, tôi tiếp, tôi nói chuyện với họ được. Còn hôm nay anh có duyên nói chuyện với tôi, nhưng lần sau anh gặp tôi là anh không có cái xác này rồi. Nhưng mà ông Sơn Thao cũng sẽ dẫn anh lên đây. Tôi nói chuyện ma hoài, hỏi đi, nói chuyện với má nhở, nói chuyện, ngồi sau lưng gì đó, ừ. Hỏi đi. Đó là plan B. Plan B là lúc đó cái cửa xe lửa mà mở ra anh không vô, tức là anh sáng xuống mà anh không đi về á. Anh còn tiếc bả phải không, sợ bả xài tiền phải không, sợ con anh học ra trường rồi không ai mừng nó ngày lễ ra trường sinh nhật nó, rồi trời ơi tại sao tôi chưa xong mà tôi đi. Trên thế gian này không bao giờ xong hết, và cũng không bao giờ đủ. Lúc nào mình cũng ham muốn cái này ham muốn cái kia, và không bao giờ ai nói tôi giàu đủ. Thiệt, giờ anh đi kiếm Bill Gates nó giàu đủ nó chưa.
Nó là Musk cũng nói vậy, tao chưa giàu đủ. Cái lòng tham con người nó như vậy. À, rồi còn Plancy. Nãy giờ ê không? Ê là về thiên đàng phải không? Cửa xe lửa mở, ánh sáng tới là đi là không còn chuyện phải nói. Còn chứ. Về chảnh rồi lo anh cũng thăm bả được, giúp bả được. Tại lúc đó anh đã hiểu được anh không có ganh tị như là hồn ma các đảng là cái bi. Cái bi là anh là hồn ma các đảng. Cái si á mới là mệt nè. Cái si á mà nếu mà anh mà là, từ bữa giờ anh giờ nhiêu tuổi rồi? Hả? 54. Có 54 tuổi à. Nhỏ tuổi hơn tôi nữa trời. Giờ sắp chết rồi. Có cái 54 tuổi mà vậy con chứ phụ là 56 rồi đó. Nhỏ tôi 2 tuổi. Cái Plancy nè. Trong thời gian qua anh ghệ nhiều nè. Anh ăn mấy cái con bò nhúc nhích à. Tức là nó là một cái mạng người phải không? Rồi lúc đó đó, hôm bữa giờ anh bảo đảm anh không có biết lại sám hối hay là tu hành gì hết trơn. Thì lúc đó anh sẽ bị đọa. Bị đọa do làm thú để trả lời. Bên kinh công giáo không có giải thích cái này. Nhưng mà tôi là Chúa Giêsu, tôi hôm nay tôi nói. Có. Thì chỉ bên kia không có xài tiền. Mấy đại gia sân trước sân sau á. Bây giờ á. Họ tưởng là chết là hết. Công giáo tưởng là chết là hết. Không bao giờ có chuyện chết mà hết. Tôi bảo đảm luôn. Sau này những người công giáo sẽ hỏi tôi. Tôi là Chúa Giêsu, tôi chứng minh chết không có hết. Chết có xã hội tốt hoặc là một cái xã hội xấu ở dưới quả ngục, hoặc là một cái xã hội phải trả nợ lại bằng cách anh đầu thai lại thành con heo con bò. Tại bên kia không có xài tiền, anh phải làm heo để cho người ta quay anh lại ăn, chứ giờ anh đi giật nợ anh làm bao nhiêu chuyện xấu, đâu có chuyện quê được anh. Ờ thiếu nợ trả tiền credit card mà anh mượn nhà băng đồng anh cũng có trả, bên kia không có tiền lấy gì anh trả người ta. Có phải làm heo rồi cái từ từ cái gia đình nó mua trúng gà đó về cắt cổ anh để mà trừ nợ không? Thì anh làm thú, làm dài bao kiếp heo, kiếp bò này nọ. Rồi cái thậm chí làm chó giữ nhà cho người ta. Nếu mà anh thiếu nợ người ta, đó là cái si đó. À, là có phước. Còn cái ABCD, cái đi nè mới là mệt á. Đi là gì biết không? Thì đầu trâu mặt ngựa, tức là ông trắng ông đen đó là dưới quả ngục á, tại dùng chữ quả ngục đi, địa ngục là của bên Phật nói, tôi dùng quả ngục giống như kiểu anh đi, quả ngục lên, hey, bữa giờ mày làm biết bao nhiêu tội đi xuống xử, ngoại tình nè, ăn gian lận nè, cướp bóc nè, cho dây lời cao nè, xuống phải không? Bắt đầu nói láo nè, nói dốc nè, le cái lưỡi ra cắt là biết đau á, là chết đúng không? Rồi ngoại tình á, ôm cộp đồng nè đúng không? Rồi đi ngang cầu mấy con cá sấu nó nuốt, mà mỗi lần mà mình chết á mình biết đau thiệt, nhưng mà anh đâu còn cái xác đâu mà sợ chết, nhưng nó chết thiệt, nó biết đau thiệt, tại vì cái lại gia thức á, nó nhớ hết. Là cái sim của cái điện thoại á, nó nhớ. Nó làm cho anh khi nào mà xả cái tội đó, mà đến lúc mà anh quản hồn quản vía để anh trở lại đầu thai làm người trở lại á, thì anh tởn thôi, không có làm những chuyện cũ. Đó là cách hành phạt của bề trên vậy đó. Rồi ở dưới anh cứ chết đi, chết lại, chết cả ngàn lần đó. Rất là đau đớn, rất là khổ. Bởi vì trong bên Phật á, tôi nói luôn, người mà có đại phước á, đại phước xuống địa ngục được chết một lần, cứ cắt làm hai đi, nấu dầu đi một lần một thôi để đào được một lần phải không? Nhưng mà đâu có ai được phước một lần đâu, cái ngàn lần á. Vừa xong cái ông mà cầm đó là mấy con thấy ông địa tạng á, anh với bộ á, ông thổi cái ngọn gió xảo phong, tức là mấy cái linh hồn sống lại hết, sống lại cái thấy mấy con quỷ vô thường nó chạy tới nó nuốt vô bụng, mấy con quỷ mà cái bụng nó bự vậy nè, nuốt vô, nó làm cho mình mục đích á, cái hình phạt mà ở dưới quả ngục á, làm cho cái a lại giới thức mình khiếp sợ. Để cho nên tại sao bây giờ con thấy nhiều đứa mà thấy cao nó sợ, thấy lửa nó sợ, thấy nước nó sợ, là vì nó bị phạt nhiều ở dưới quá rồi, nó biết là cái này không đúng nữa, tôi không dám làm nữa,
rồi tôi không có dám gạt ai nữa, không dám nói láo nữa. Đó là đi rồi A B C cái đi rồi tới cái Y nè. Rồi sau khi anh trả ngục ở dưới địa ngục vô gián, ở dưới nó không có thời gian, anh ở dưới 1.000.000 năm thì cái quả địa cầu nó đã quay, không biết nó vào thời đại nào. Tại vì khi cái tánh của mình xấu, mình phải đợi đúng cái thời đại xấu. Hiện bây giờ cái thời đại mình cực xấu, nên quỷ ma đầy đường mặc áo vest đi đầy ở New York Times Square, thì phải đợi đúng cái thời điểm đó. Thì ở trên trái đất này người ta đã sống cả 3-4 nghìn năm rồi, cái trái đất này có 1 triệu năm rồi. 3-4 nghìn năm nó xóa làm lại, xóa làm lại. Mà mình ở dưới địa ngục, mình bị đọa cả hàng nghìn, hàng vạn năm ở dưới. Thấy nó khổ không? Ở trên này làm lỗi còn chút xíu thôi mà trả gấp tỷ lần hết. Rồi chưa nữa, rồi lên đây đầu thai đâu, lần đầu tiên đầu thai đâu có được vào, có tay có chân đâu, bị què hoặc không què tay què chân, bị tạch tình méo miệng rồi đi được nữa không? Đó là có phước, nhưng mà người vô phước đầu thai là mấy ngã phi cả đó, ngày đi săn thú chứ giống như là gần như là thú rồi, rồi ăn thịt sống ở trong đó cả hê hê vậy đó, rồi đến chết hên lắm á mới đầu thai làm người Eskimo. Eskimo đâu có Phật, đâu có Chúa, đâu có nhà thờ mình đó, gọi là biên cương lãnh địa đó. Mấy người Eskimo họ cũng ăn đồ sống, rồi dài ba kiếp người đó, rồi dài ba kiếp người thầy Haiti hay những cái người ở quan đảo hay quay rồi đó. Rồi từ từ có phước lên, cái là tức là mỗi một đời khổ rồi đó, cả chục kiếp người thê thảm như vậy đầu thai vô nước Việt Nam bán vé số. Cho ta chửi tới xưa anh là ông này bà nọ, kiếp này anh là ông này bà nọ đó, ông nhìn mặt là thấy giàu rồi. Rồi hồi xưa ăn hiếp người ta, thì bây giờ đầu thai làm giống như tức là những cái gì mình có hôm nay mình không trân trọng, mình đầu thai ngược lại hết, nó có nghiệp gì đó. Là đến khi mà thê thảm cuộc đời rồi đó, rồi lúc đó ca lại giới thức nó đầy đủ kinh nghiệm để học hỏi, thì lúc đó mới gặp đúng thầy đúng bạn. Ở cái thời nay nè, tôi ngồi đây nè, mà 10 chết 7, còn 3 chết 2, còn 1 mới ra Thái Bình. Cái câu đó trong Sấm Cơ nói, nhưng mà Sấm Cơ chỉ nói không, nói chung luôn cả hai, vừa là thân người vừa là những người không có thân, là ma quỷ á, cũng là được sàng lọc ở cõi vô hình á. Nãy giờ nói nhiều quá không hồi hiểu. Anh có hỏi gì không? Tôi cho anh 4-5 cái plan A, plan B, plan C rồi đó. Anh muốn chọn cái plan nào? Nó sẽ thật sự vậy đó, anh chuẩn bị đi. Chọn plan A đi hả? Không nhớ bả, không thương bả nữa. Không có màng tới con, tại mỗi đứa con nó có đường đi của nó, nghiệp của nó, anh có lo cũng lo không tới. Thôi mình ánh sáng tới mình dẹp theo ánh sáng mình đi về khỏe. Còn mình lưu liếm đồ này nọ rồi thôi xong luôn. Tôi muốn nói chuyện nhiều anh để cho anh về anh có mớ hành trang để anh lên bình giường bệnh á. Anh nhớ những lời tôi dặn anh. Nhưng giờ tôi hơi đói bụng cho nên nói không ra hơi. Nhưng mà tôi nói mỗi ngày, nói 5 năm nay rồi. Nhờ tôi nói vậy mà tôi cứu được biết nhiêu người qua Covid nè. Tôi cứu được gần quá trời ơi người thế giới. Nhưng mà anh bây giờ anh mới phát hiện ra tôi, thì lúc đó giờ anh thân tàn ma dại rồi. Lên tới độ 4 rồi, đâu có còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. 4 là lẹ lắm. Phải chi mà 2 á, thì tôi dùng nước cam lồ cứu được. Tại vì cái hữu hình với cái vô hình nó phải đi chung nha. Mà anh phải thật sự có lòng tin nữa kìa. Hồi nãy tôi nói mà tôi thấy anh chưa có lòng tin. Chỉ nghe để ghi nhận thôi. Trước sau tao cũng chết.
mày muốn nói gì mày nói. Tao đang nghĩ vậy đó. Bây giờ